phản ứng hài hước của Thủ tướng New Zealand khi được bé gái 11 tuổi hối lộ. Theo BBC, bé gái Victoria, 11 tuổi, đã viết thư cho Thủ tướng Ardern chia sẻ rằng cô bé muốn có siêu năng ngoại cảm, telekinetic để trở thành một người huấn luyện rồng. Victoria thậm chí đặt thêm $1 New Zealand, $3.2 để hối lộ bà Ardern. Trong lá thư trả lời Victoria, bà Ardern nói rằng chính quyền hiện tại không thực hiện chương trình nghiên cứu nào liên quan tới tâm lý học và rồng. Bà Ardern thậm chí còn tự tay viết một tờ ghi chú rằng cô sẽ vẫn theo dõi những con rồng, chúng liệu có mặc đồ vét hay không. Bức thư lần đầu xuất hiện trên trang diễn đàn Reddit do một người dùng đăng tải và nói rằng Victoria là em gái của người này và cô bé đã cố gắng hối lộ bà Ardern. Người dùng này viết rằng Victoria muốn chính phủ nghiên cứu ra khả năng siêu ngoại cảm với loài rồng và muốn biết liệu chính phủ có biết gì về việc này hay không. Giải thích về yêu cầu kỳ lạ, người dùng này cho biết Victoria quan tâm tới chủ đề siêu năng lực ngoại cảm vì theo dõi bộ phim Stranger Things. Đây là khái niệm có tính viễn tưởng, ám chỉ kỹ năng giúp mọi người có khả năng điều khiển đồ vật với trí não. Văn phòng bà Ardern xác nhận với BBC rằng lá thư trả lời trên là thật. Trong lá thư, bà cảm ơn Victoria vì đã viết thư. Chính phủ rất quan tâm tới gợi ý của cháu về tâm lý học và rồng, nhưng không may hiện New Zealand không có dự án nào về lĩnh vực này. Cô sẽ trả lại cho cháu tiền, hối lộ và chúc cháu thật may mắn với niềm đam mê siêu năng lực ngoại cảm và rồng. Đây không phải là lần đầu tiên bà Ardern trả lời thư của các bé gái trẻ. Hồi tháng 3, một người dùng Twitter đăng tải một lá thư bà Ardern trả lời một bé gái 8 tuổi, người đã viết rằng cấm các khẩu súng nguy hiểm là ý tưởng tốt. Chào Lucy, cảm ơn cháu rất nhiều vì lá thư đáng yêu. Những lời động viên và ủng hộ của cháu đã giúp cô rất nhiều, cả tờ giấy viết thư cầu vồng của cháu nữa. Cô đồng ý rằng việc cấm súng nguy hiểm là một ý tưởng hay. Ngoài ra, chúng ta đều có thể chia sẻ tình yêu cho cộng đồng Hồi giáo và thách thức những người trở nên xấu tính chỉ vì tôn giáo, sắc tộc và văn hóa của người khác, bà Ardern viết. Cô có thể cảm nhận từ lá thư là cháu rất tử tế và nhiệt huyết. Cô muốn động viên cháu tiếp tục san sẻ sự tử tế đó trong cuộc đời cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều. Bà Ardern là một nhân vật chính trị được yêu mến ở New Zealand. Hồi năm 2017, bà Ardern đã trở thành thủ tướng trẻ nhất New Zealand trong 150 năm và cũng là nữ lãnh đạo trẻ nhất thế giới vào thời điểm đó. Đức Hoàng. Theo BBC, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.